Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Hiền Thục Hoài Linh oà khóc vì cô bé kẹo kéo. Trong chương trình tập 10, khi song ca cùng cô bé bán kẹo kéo Thanh Thảo, ca sĩ Hiền Thục đã không kìm được cảm xúc, khóc òa trên sân khấu. Trong chương trình tập 10 với chủ đề các bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Hiền Thục, không chỉ có các tình tiết vui nhộn, nội dung tập này còn lấy nước mắt khán giả khi một thí sinh bước ra từ ô cửa, lại chính là cô bé bán kẹo kéo, từng khiến cư dân mạng xúc động. Điều bất ngờ ở vòng 3, sau khi các thí sinh bước ra từ các ô cửa với ca khúc Điều Em Lo Sợ, thí sinh Thanh Thảo khiến 100 vị giám khảo hết sức bất ngờ khi chia sẻ mình chỉ mới 16 tuổi. MC Trường Giang thắc mắc, Thanh Thảo đã từng đi hát ở đâu hay chưa? Vì anh nhìn thấy Thanh Thảo rất quen. Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình đã chia sẻ, mình đi hát cho ba mẹ bán kẹo kéo. Lúc này MC Trường Giang và các vị giám khảo mới nhận ra, Thanh Thảo chính là cô bé hát ca khúc Anh trong clip cô bé bán kẹo kéo, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, làm xôn xao cư dân mạng vào đầu năm nay. Khi trường quay còn chưa hết xôn xao, thì bất ngờ màn hình sân khấu chiếu clip về giọng hát và hoàn cảnh của Thanh Thảo đã khiến 100 vị giám khảo ở trường quay hết sức xúc động. Thanh Thảo đã bật khóc và chia sẻ rằng, con khóc vì đó là sự ám ảnh, vì con nghĩ đó là khoảng thời gian gia đình con không vượt qua được. Giám khảo Hiền Thục không kìm được nước mắt, cô ôm chầm lấy Thanh Thảo và khóc òa, trong khi song ca ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Ba của Thanh Thảo chia sẻ trong chương trình, lúc đầu thì chỉ có hai vợ chồng tôi đi hát, bé ở nhà đi học, nhưng sau thấy mọi người bán kẹo được, còn ba mẹ thì không, nên Thanh Thảo đòi đi hát giúp ba mẹ. Hồi đầu bé cũng ngại lắm, chỗ người ta đang nói chuyện thì bé không mời, nên đứng nép sau xe kẹo kéo. Lúc mẹ đi mời, ba đứng chỉnh âm thanh, thì khách hỏi sao hai vợ chồng không hát mà lại mở đĩa. Vợ tôi mới nói là con gái hát. Người ta không tin, nên mới ra kiểm tra, mới biết là thật, nên người ta mua hết kẹo. Từ đó, bé mới tự tin hơn để hát. Khi biết được Thanh Thảo đã nghỉ học từ năm lớp 9, vì biến cố gia đình, MC Trường Giang ngỏ lời, nếu như bây giờ anh xin phép ba mẹ cho anh được đóng học phí cho Thanh Thảo từ đây cho đến lúc em học xong lớp 12. Lời đề nghị của Trường Giang đã nhận được tràng pháo tay ủng hộ từ phía giám khảo và khán giả. Cả giám khảo Chí Tài Hoài Linh cũng tỏ ý sẽ ủng hộ Thanh Thảo đi hát, vì Thảo có chất giọng riêng rất hay. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã khẳng định, bất cứ khi nào Thanh Thảo cần tới mình, nghệ sĩ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.